Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chào mọi người nhé. Hôm nay là chú Hồng là sẽ ăn 50 quả trứng vịt lộn và thử thách là ăn hết trong vòng 15 phút nhé các bạn ơi. Và liệu chú Hồng có ăn được hết số trứng vịt lộn này trong vòng 15 phút không thì các bạn cùng theo dõi video nhé. Bây giờ là lượt còi sẽ liếm nhá. Liếm từ 1 đến 50 nhá. Đây là lão còi sẽ liếm các bạn nhá. 1 2 cùng liếm cùng lão còi nhá. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nhá mọi người nhá. Đấy đúng 50 quả nhá các bạn ơi. 50 quả nhá. Nhìn hẹp mọi người ơi. Được chưa chú Hồng ơi? Bắt đầu lấy cho điện thoại đi, cho điện thoại tính thời gian đi, cho vào đây này, bấm thời gian luôn. Bên này là cược Hồng sẽ thắng nhá. Đây lão còi và béo này, và béo nhá, lão kèo với chú Thương ở bên ngoài có thể thách đấu nhau và dự đoán xem mà hai két người một két hai két à? Rồi một két không đủ. Thế thì hai két luôn. Chưa bắt đầu nhé. Hai két. Giờ bắt đầu chiến. Chú Hồng mà thắng thì sẽ nhận giải thưởng từ bên mình nhá các bạn ơi. Rồi nhưng mà bắt buộc là phải ăn được 50 quả trứng trong vòng 15 phút nhá. Rồi sẵn sàng chưa chú Hồng ơi? Rồi mọi người cùng ủng hộ mình nhé. Mọi người cùng cổ vũ cho chú Hồng nhá. Nào, bắt đầu. Điện thoại ra đến rơi nhá, xin rơi trở đi rồi. Cố lên nhá, có lão còi ủng hộ nhá. Chú Hồng có thể dùng hai tay nhá, để ăn nhanh hơn. Đấy. Ôi trời ơi, đứng như thế này không phải ăn cũng rất thèm nhỉ. Quá thèm. Nói chung là ăn trứng vịt lộn rất bổ luôn. Lá còi nếu mà thua thì một két bia chứ. Rồi. Bên này sẵn sàng. Cảm ơn bên này sẵn sàng. Mà lấy chỉ trong vòng 15 phút thôi đấy. Nếu quá thì áo quầy thua nhá. Vâng, vâng, được rồi. Bấm rồi, từng giây rồi. Cái này là ăn kèm ớt các bạn ạ. Kèm quả ớt. Nếu có nói có thể nhớ cả cái bát bút nhé. Bát bút luôn. Đấy. Cho sảng khoái.
Mình ngồi nhìn mà thèm mọi người ơi. Xỏ nó ra rồi. Cố lên, cố lên. Thử thách này cũng hơi căng đấy các bạn nha. Bên này đang cực thắng anh Hùng này thua. Bên kia cực thắng nữa đó bỏ nhá. À, bên này là bên thắng. Láo Kiều là bên thua nhá. Thắng điểm mà từng rơi một rồi. Mình ngồi ở đây quá thèm thật mọi người. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào chúng cái đội. Không cổ vũ phải như này. Không cần ngồi ghế đâu. Cổ vũ nhiệt tình mà đúng không? Quá nhiệt tình luôn. Lên chiến thắng. Thời gian vẫn còn tầm khoảng tầm 10 phút nữa các bạn ơi. Thời gian còn nhiều nhá. Cái chiến này thoải mái này mà được 20 quả. Gần được nửa rồi. Nên mọi người cùng cổ vũ cho chú Hồng nhá. Cố lên, cố lên. Bên thắng đâu, cực thắng thì cổ vũ mạnh lên chứ. Thế nào bên lên, cực thua này lên. Cổ vũ mạnh. Cái này là chú còi nếu mà chú Hồng mà không ăn hết là thắng cho 5 sao luôn nhá. Chú còi sẽ mất ra một cát bia cho Láo Kêu. Láo còi nhá. Hết bia về xong là mình uống lão luôn. Đúng rồi. Thử xem luôn. Thử sức.
mấy giây được ba bốn lon không nhỉ? 10 giây được ra một lon đấy. Ôi giời ơi, thế thì còn kém lắm, 10 giây một lon đi, cho 5 giây một lon đi. Búp mạnh thế nào? Ý, cố lên, mạnh mẽ lên, sắn cửa hàm cứ như máy nghiền ấy, tắc tắc vào. Hai mươi bảy đơn giản. Có khi là lên lưng chừng bụng rồi mọi người ạ. Các bạn đoán thử đoán xem liệu chú Hồng có ăn hết không nhá, và liệu Láo Còi và Láo Kiều ai sẽ là người thắng cuộc. Láo Kiều có hô gì đâu, Láo Còi có hô gì đâu. Cứ bảo cố gắng lên thôi, tháng này cho năm sau rồi, cố lên nhá. Rất tuyệt vời. Xin thông báo thời gian là còn 7 phút mọi người ạ. Về đã có 9 phút rồi. Cần vào 9 phút đi nhá. Được nửa chưa nhá. Được nửa chưa? Mọi người ơi, mọi người thấy thế nào? Mọi người thấy như là mình cứ comment ở nhá, dưới video nhé mọi người nhá. Bình luận ở phần dưới video nhé. Xem Láo Kiều với Láo Còi chắc có người thắng người thua anh em ạ. Chắc chắn rồi, một két bia đúng không? Cược với nhau riêng một két bia, mình sẽ là phần thắng nha anh em ơi. Anh em mới theo dõi cùng mình nhá. Nhưng mà mùng 1 mới là Tết ạ, 30 là không phải là Tết rồi nha anh em nhá. Thời gian đã trôi được 2/3. Còn 4 phút nữa các bạn ơi. Còn 3 phút rưỡi nhá. Kể cả còn mong manh thì Láo Còi vẫn là ủng hộ thôi. Thời gian nó không chờ đợi ạ, mọi người ạ. Bên Láo Còi thì vui tính. Bên em kiểu thì không vui tính. Cố lên ạ.
Mình chỉ có đợi két bia thôi. Dù là có một phút nhưng mà muốn cứ chút là may mắn trước. Còn còn 3 phút nữa. Nếu mà chú Hồng mà không hoàn thành trong vòng 15 phút ý, mình sẽ thử xem mà chú Hồng có ăn hết được số này không nhá. Một két bia sắp hoàn thành. Ông kiểu... Ông kêu có thể đứng dậy vươn vai một cái cũng được, không sao. Có thể đứng mà cái này có thể đứng ăn cũng được. Cái này không sao ạ. Đứng ăn cũng được. Tùy cảm thấy mình thoải mái là được. Cố lên bên mình thắng là được. Cứ cố lên. Thời gian còn có 2 phút anh em ơi. Mình 95 phần thắng rồi nhá anh em ơi. Tại sẵn bụng thì chờ két bia rồi. Có bia uống rồi. Trời đang nắng. Uống bia là vừa. Thắng thua nhưng mà vẫn phải ủng hộ nhá. Thắng thua cũng vẫn sẽ vui. Không sao đâu. Vẫn đặc biệt thôi. Mình chỉ mong thời gian cho nhanh. Mình còn sắp hết rồi. Còn hơn phút nữa các bạn ơi. Khả năng là chú Hồng không hoàn thiện được rồi. Nhưng mà mình sẽ cho chú Hồng một cơ hội nữa là ăn hết số trứng này nhá. Liệu chú Hồng có ăn hết được không nhá. Thời gian nhưng mà lá cược. Cược này phần cược thì đây, phần cược thì vẫn tính nhá. Cược bia. Cược thì két bia vẫn phải ra rồi nhá. Vẫn phải ra rồi. Cái báo khỏi bà béo ta thua rồi. Thua 100% các bạn ạ. Mình đang tính 95%. mười bốn phút 21 tí nữa các bạn cùng đếm cùng mình để xem chú Hồng ăn được bao nhiêu quả trong vòng 15 phút nha. Có một quả nữa còn đếm đi, cố lên không khỏi đi với chú ta chắc. Cố lên. Cứ phải cố thôi. Đấy. Rồi. Còn thời gian 15 phút sắp đếm ngược nhá. 6 7. Hết rồi. Hết rồi. Hết thời gian. 15 phút hết rồi. Hết 15 phút rồi các bạn ơi. Vậy là chú Hồng đã không hoàn thiện 50 quả trong vòng 15 phút nhá. Rồi, nào? Bây giờ các bạn cùng đếm cùng mình nhá. Két bia mình đã xem chú Hồng ăn hết bao nhiêu quả. Các bạn nhá. Đây. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Ôi rồi, còn như còn muốn nghĩa là ăn hết 21 quả đúng không? Trong vòng 15 phút. Nhưng mà mình bây giờ mình sẽ cho chú Hồng một cơ hội nữa là ăn hết số trứng này có thể ăn hết được không các bạn nhá.